Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay mình xin làm bài tập số 4, điều khiển 2 led 7 đoạn. Từ 2 đến 18, thầy yêu cầu là trạng thái đầu tiên là 5. Nhấn up thì điểm lên một trạng thái, nhấn down thì điểm xuống hai trạng thái. Nút star thì nhấp nháy số lần tương ứng với trạng số trạng thái. Hôm nay em sẽ đi tới tới mạch. Mạch này mình sẽ dùng thạch anh 10 mê. Và chân chân B thì em sẽ nói B0 với lại cái nút nút up. Còn nút nút down thì nói với lại chân B1. Nút star thì nên nói với chân B2. Và hai led thì em sẽ nói với cổng C và cổng D. Đó. Rồi bây giờ em sẽ đến phần code. Đầu tiên là mình khai báo thư viện cho bit 16F887. Rồi xung là clock 10 mê. Cái này định nghĩa cho cái up nút up là B0, down là B1, rồi nút star là B2. Cái này mình sẽ khai báo mã 7 đoạn bao gồm từ số 0 tới số 01234567789. Rồi khai báo biến đếm. Rồi tới phần hiển thị output, output C thì nếu mà đếm mà chia cho 10 á là mình sẽ lấy phần nguyên là cái led chục, còn cái output D là cái mã 7 đoạn là cái nếu mà đếm mà chia 10 mà lấy mình sẽ lấy phần dư, lấy phần dư là led đơn vị. Đến thằng voidman đầu tiên là mình sẽ gắn biến đếm nó bằng bằng 5. Rồi mà hiển thị nếu mà cái nút up này nhấn thì cái đếm này nó tăng tăng lên một trạng thái. Nếu mà cái lúc cái đếm này nó lớn hơn 18 thì nó sẽ quay về đếm bằng 2 và nó sẽ hiển thị. Còn nếu mà trong khi mình nhấn nút down thì cái đếm nó sẽ giảm đi hai trạng thái. Và nếu mà đếm nó bằng 0 thì đếm nó bằng 17. Còn nếu mà ngược lại, nếu mà đếm bằng 1 thì đếm nó bằng 18. Và hiển thị ra. Rồi còn nếu mà mình nhấn cái nút start này thì thì khi mình nhấn thì cái biến y này nó chạy, lúc đầu nó sẽ bằng 0. Còn khi y nhỏ hơn đếm mà y tăng. Thì lúc này hai cái cổng C và cổng D này nó sẽ tắt hết. Và nó sẽ delay, kiểu mà nó chạy nhấp nháy ấy. Nó chạy nhấp nháy như thị. Và sau đó mình sẽ quay lại vòng lập. Mình sẽ go to lại cái này. Em sẽ chạy thử. Đó, lúc đầu nó sẽ bằng 5. Còn khi mình nhấn up thì nó sẽ lên một trạng thái. Cứ vậy cho đến 18. Còn khi mà mình nhấn down thì nó giảm hai đơn vị. Nó giảm hai trạng thái là 16, 14 rồi. Đó, mà khi nhấn nút này thì nó sẽ nhấp nháy 4 lần. Nếu mà số 5 thì nó nhấp nháy 5 lần. Còn reset thì lúc đầu nó sẽ là số 5. Phần thuyết trình của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn lắng nghe.